Và bây giờ thì chúng ta đã có được những hình ảnh trực tiếp bước ra sân đấu trung tâm của Úc Mở Rộng năm 2024 với sự xuất hiện đầu tiên của Yannick Sinner. Còn đây là Denis Medvedev, người đã có lần thứ 3 lọt vào chung kết tại Úc Mở Rộng. Chúng ta vừa thấy được may mắn dành cho Dani Medvedev khi bóng chạm vào cạt lưới. Những tình huống tua trái quá đều của Medvedev. Hiện nó và lùi một bước chân quay trở lại khi mà vẫn chưa hoàn thành được cú đánh. Và rõ ràng khi mà Denis Medvedev được di chuyển thì anh ấy chơi một cách thoáng đãng hơn rất nhiều với... Chưa bao giờ chúng ta thấy Medvedev lại chơi một cách quyết liệt như vậy trong trận đấu của mình. Quá tuyệt vời! Sinner vừa có được một tình huống. Bóng đi ra ngoài. Và bóng vào giữa sân, tốc độ của Sinner. Chung cuộc, anh đã có 50 trận thắng và chỉ để thua duy nhất một trận sau khi có được set thắng đầu tiên. Bóng đi ra ngoài. Vẫn là những tình huống ép trái rất khó chịu của Medvedev. Tới để hạn chế khả năng tấn công và gây áp lực của Medvedev.
rất khó chịu với cách gây dựng điểm số của Medvedev. Lại thêm một cú đánh mở góc ghi điểm winner xuất sắc nữa đến từ Denis Medvedev. Đó là một điểm số tuyệt vời của Jannik Sinner. Có được chiếc vô địch đầy cảm xúc. Denis Medvedev vẫn chờ đợi cơ hội của mình khi và như vậy là set thứ hai tiếp tục thuộc về Denis Medvedev với 45 chiến thắng và 9 trận thua. Không có may mắn. Cuộc trận đấu là áp đảo cho so với Sinner. Bóng đi ra ngoài. Một pha bóng tốt của Jannik Sinner. Cú đánh vừa rồi của Denis Medvedev, bóng đã đi dài. Denis Medvedev chuyển đổi trạng thái cực kỳ hợp lý. Bóng lại tiếp tục không qua lưới. Có thể là ở tại Úc mở rộng ban ngày thì thời tiết nó sẽ ẩm hơn, độ ẩm cao hơn, nóng hơn. Và điều đó chỉ thực sự ảnh hưởng khi mà bóng của các tay vợt họ rơi trúng vạch mà thôi. Bóng đi ra ngoài, không hiểu sao Sinner lại lựa. Không thể tin được Sinner lựa chọn một góc đánh như vậy, một góc đánh rất hẹp. Phù hợp nhất.
Bóng lại không qua lưới rồi. Không một chút nào đúng nào cả. Có thể mở góc với những cú đánh đó cực kỳ lợi hại. Bóng nằm ngay trên sideline. 4 phút còn của Sinner là 17 giờ 15 phút. Quá chất lượng cú đánh thuận tay dọc dây của Yannick Sinner. Sinner đang giữ vị trí của mình rất tốt mà. Cả hai tay vợt đều chấm dứt được chuỗi ngày thống trị của Novak Djokovic, con số lên tới 2.195 ngày. Medvedev đã đuối ở trong điểm số vừa rồi. Chúng ta thấy rõ cái cách mà tay vợt người Nga. Bóng đi ra ngoài, rất đáng tiếc cho Denis Medvedev. Đang là 5-4 nghiêng về phía Sinner. Không thể tin được Yannick Sinner lại quá vội vàng với cú đánh inside vừa rồi của mình. Bóng đã đi ra ngoài. Bóng đã đi ra ngoài và khả năng cứu bóng đỉnh cao cũng như là chơi rất chủ động của Yannick Sinner. Ủa về trong tâm trí của Denis Medvedev hay không?
Bóng đi ra ngoài. Danny Medvedev đã không di chuyển để cứu bóng nữa khi bóng đã đi ra ngoài. Ra bóng nữa. Cái cách mà Jannik Sinner tăng tốc độ vợt. Và điểm dành cho Sinner, giấc mơ đã thành hiện thực. Sinner đã kết thúc trận đấu theo cách của mình bằng một điểm winner đầy chất lượng với cú thuận tay. Có vẻ như Jannik Sinner cũng không hề cho thấy dấu hiệu mệt mỏi một chút nào khi trải qua trận đấu kéo dài tới tận 5 set trước Danny Medvedev.